Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình Tiêu điểm các tuần vừa qua, liên quan đến nội dung cắt giảm điều kiện kinh doanh, sau khi nhận được rất nhiều ý kiến từ doanh nghiệp cũng như các chuyên gia, trong tuần này chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập về vấn đề này với chủ đề cắt giảm điều kiện kinh doanh không thể mãi là cuộc chiến. Có thể thấy những sự cải cách rất quyết liệt về cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính khi luật doanh nghiệp ra đời vào năm 2000. Tuy nhiên thì một thời gian sau, các điều kiện kinh doanh không ngừng thi nhau mọc ra, hiện nay chúng ta đang thực hiện cắt giảm. Các chuyên gia cho rằng việc thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính không thể mang tính chu kỳ như vậy mà phải là đường thẳng liên tục. Đặc biệt, thực hiện cắt giảm các điều kiện kinh doanh bất hợp lý là việc làm cần thiết, song quan trọng hơn là cần phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để không đẻ thêm các điều kiện kinh doanh mới. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp năm 1999, giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2003, Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã tích cực rà soát, đánh giá các giấy phép kinh doanh đã được tập hợp và quyết định bãi bỏ được khoảng 160 giấy phép con, các loại không cần thiết, không hợp lý. Cải cách này lập tức đã tác động rất tích cực trong hoạt động kinh doanh và phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Kể từ năm 2003 đến trước khi ban hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2014, không có thêm một cải cách nào đáng kể được thực hiện thành công với quy định về điều kiện kinh doanh. Năm 2014, việc Quốc hội thông qua Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đã thể hiện quyết tâm cải thiện chất lượng về điều kiện kinh doanh, cụ thể với 7 ngành nghề cấm kinh doanh đầu tư kinh doanh và 234 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định rõ ràng trong Luật Đầu tư. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên thực hiện đúng và đầy đủ quy định về cấm các bộ, ngành và ủy ban nhân dân tùy ý ban hành quy định về điều kiện kinh doanh. Năm 2017, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên nguyên tắc vì doanh nghiệp, người dân và vì sự phát triển bền vững của xã hội. Trong năm 2018, quyết tâm cải cách điều kiện kinh doanh tiếp tục được chính phủ đẩy mạnh, các bộ ngành đã tuyên bố cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh gây khó cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hàng trăm điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ. Chuyên kinh doanh xuất khẩu gạo, đại diện doanh nghiệp phấn khởi cho biết, việc cởi trói nhiều quy định trong Nghị định 107 là cải cách đột phá cởi trói cho doanh nghiệp khi Nghị định chính thức bãi bỏ nhiều rào cản lớn, như quy định thương nhân xuất khẩu gạo phải có kho chứa với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn và cơ sở xay xát công suất tối thiểu 10 tấn mỗi giờ. Thay vào đó, thương nhân chỉ cần có ít nhất một kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo cũng như ít nhất một cơ sở xay xát gạo phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, không giới hạn sức chứa hay công suất như trước đây. Cái Nghị định 107 ban hành cũng như là có hiệu lực thì nó giúp cho các doanh nghiệp của xuất khẩu tư nhân của chúng tôi là thứ nhất là giảm được áp lực về là xây dựng kho bãi, thứ hai là giảm cái áp lực về là xây dựng các cánh đồng mẫu liên kết với nông dân. Tại tôi tập trung nhiều hơn với đề là xây dựng các loại gạo hữu cơ, gạo thương hiệu và xây dựng theo thị trường mới. Thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy việc cắt giảm giấy phép con điều kiện kinh doanh. Đến nay đã có hơn 10 bộ đưa ra phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh hiện có thuộc phạm vi quản lý. Điển hình thực hiện chỉ đạo của chính phủ vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xây dựng và lấy ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10 năm 2010 NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng và sửa đổi các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ tại Nghị định 69-2016 NĐ-CP. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải xây dựng và lấy ý kiến góp ý về dự thảo nghị định quy định điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa, dự thảo nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 65 năm 2016 NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến về dự thảo nghị định về quản lý cát sỏi lòng sông, trong đó có quy định về điều kiện cấp phép thăm dò khai thác cát sỏi lòng sông. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lấy ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 46 năm 2017 NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Thời gian qua, cái sự cắt giảm các điều kiện kinh doanh của các ngành cho thấy là cái mặt tích cực nhiều.
Chúng tôi làm việc với nhiều doanh nghiệp, cho nên cũng được các doanh nghiệp nói rằng bây giờ thoải mái hơn, dễ dàng hơn trong cái việc kinh doanh của mình. Nói về mặt tích cực thì rõ ràng chúng ta nhận thấy rằng cái chủ trương cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh rõ ràng là nó cải thiện cái môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp nước ngoài, các thương nhân nước ngoài. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là thông qua cái việc cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh đó thì rõ ràng nó đã tạo nên một cái môi trường cạnh tranh, có sự cạnh tranh và cạnh tranh lành mạnh. Thì như thế thì điều đó nó có lợi cho kinh tế của đất nước, có lợi cho người tiêu dùng. Đó là hai cái vấn đề mà chúng tôi cho rằng là cắt giảm kinh doanh thì cắt giảm các điều kiện kinh doanh thì rõ ràng là có những cái lợi rất thiết thực như thế. Nổi bật, Bộ Công Thương là bộ đầu tiên thực hiện rà soát và có phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ. Bộ quyết định cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh trong tổng số hơn 1.200 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. Vừa rồi thì Bộ Công Thương cũng đã làm một cái việc mà rất là ngoạn mục và được các doanh nghiệp đánh giá cao là bỏ luôn 675 cái điều kiện kinh doanh mà trước đó của Bộ Công Thương ban hành. Chúng tôi nghĩ rằng cái việc này á, là phải nói là có một sự đổi mới rất là quyết tâm và đặc biệt là trong ngành công thương. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đến nay đã có 968 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đạt 31,6% so với dự kiến của các ngành công thương, xây dựng, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, ngân hàng nhà nước, văn hóa thể thao và du lịch, v.v. Và Chính phủ đang tiếp tục xem xét đề xuất của các bộ để cắt giảm trong thời gian tới. Các bộ ngành đã lên phương án cắt giảm hơn 3.800 điều kiện kinh doanh. Nếu tất cả những đề xuất này được thông qua, sẽ giảm được hơn 60% điều kiện kinh doanh, cao hơn mục tiêu đề ra. Đồng thời, hơn 6.000 dòng hàng có liên quan tới thủ tục kiểm tra chuyên ngành cũng được đề xuất cắt giảm đơn giản hóa. Mặc dù ghi nhận những kết quả tích cực từ việc cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh của các bộ ngành địa phương, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều phản ánh đang có sự chậm chạp, chưa thực chất hoặc quyết tâm của một số bộ ngành chỉ dừng lại ở việc rà soát lên phương án mà chưa đi vào cắt giảm. Trao đổi với chúng tôi về những mặt còn hạn chế trong cắt giảm điều kiện kinh doanh, luật sư Hà Hải, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua tiếp xúc làm việc với các doanh nghiệp và nhà đầu tư, hiện nhiều điều kiện kinh doanh cần thiết được cắt giảm nhưng vẫn tồn tại, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khiến các doanh nghiệp và nhà đầu tư phát sinh nhiều thời gian và chi phí, e ngại khi đầu tư vào nước ta. Ví dụ chúng tôi có hai khách hàng, hiện nay thì một khách hàng thì người ta mở công ty ở đây, người ta thực hiện cái hoạt động dịch vụ gọi là tư vấn du học. Thế thì khi họ mở công ty thì vẫn cấp giấy phép cho họ thành lập công ty. Nhưng mà đối với cái ngành nghề đó thì luật nó quy định không có cấm, cũng không có giấy phép con, bãi bỏ rồi. Nhưng mà đi vào thực chất thì cái người mà thụ lý hồ sơ thì người ta lại xem hồ sơ và ta trả lời rằng là khách hàng của tôi là không có đủ điều kiện, không đủ năng lực để thực hiện cái ngành nghề kinh doanh đó. Thì khách hàng tôi cũng hỏi rằng bây giờ nếu mà đủ thì đủ như thế nào, yêu cầu như thế nào thì cơ quan thẩm quyền là người thực hành công vụ người ta không có chứng minh được, không có đưa ra một cái quy định nào trong đó quy định rõ cái nội hàm của cái yêu cầu mà nhà đầu tư phải đáp ứng như vậy đó, thì là những cái nội dung như thế nào. Thì cái đó là cái mà nhà đầu tư nước ngoài người ta rất là băn khoăn. Một số điều kiện cắt giảm nhưng không đi vào cốt lõi như điều kiện liên quan đến nhân thân, như có năng lực hành vi dân sự, đều được kiến nghị bãi bỏ trong nhiều phương án. Vì thực tế thì điều kiện này có cũng như không. Vì theo lẽ thông thường, doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động sẽ phải lựa chọn những người đủ tuổi, bình thường và nhận thức mà không tuyển dụng một người chưa đủ năng lực hành vi vào làm việc. Đặc biệt, điều kiện kèm theo của nhân thân thường là các bằng cấp chuyên môn. Trong khi để có được những loại bằng cấp này thì tất yếu người lao động phải có năng lực hành vi dân sự. Do vậy, dù được nêu là bãi bỏ nhưng mức độ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng không đáng kể. Ví dụ như các cái điều kiện thực sự nó đã không còn cần thiết. Trên thực tế nhiều năm qua, những cái điều kiện thực sự nó không rõ ràng và những điều kiện hoàn toàn có thể một cách đơn giản nhìn vào là có thể bãi bỏ ngay. Ví dụ như có rất nhiều điều kiện kinh doanh yêu cầu là phải có phẩm chất đạo đức tốt hay là phải có ý thức chấp hành pháp luật tốt vân vân, thì những cái điều kiện kinh doanh đấy thì nó có thể nói là ở cái dạng rất cơ học và rất dễ dàng nhận thấy và bãi bỏ. Mặc dù ghi nhận những kết quả tích cực từ những việc cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh qua các bộ, ngành, địa phương, tuy nhiên các chuyên gia lo ngại rằng việc mọc lại sẽ tiếp tục tiếp diễn.
tức là người thực hành công vụ là ban cho người ta cái quyền rất lớn, là có quyền từ chối, mà với một cái suy nghĩ rất là cảm tính rằng là tôi nhận thấy như vậy chứ không theo đúng một cái quy định pháp luật này. Tại thì trên anh đồng ý là cắt giảm, nhưng dưới thì cái người thực hành công vụ người ta có cái quyền rất lớn như thế. Ở trước đây là các cái ủy ban tỉnh cũng đưa ra điều kiện kinh doanh, rồi các bộ lại đưa ra rất là nhiều điều kiện kinh doanh, và đặc biệt là không những giấy phép con tới giấy phép cháu, và từ giấy phép này nó đẻ ra nhiều cái loại giấy phép khác. Người ta tính tới mấy ngàn cái giấy phép con hiện nay đang vẫn còn tồn tại. Trên thực tế, tình trạng lạm dụng các điều kiện kinh doanh, đặt ra các yêu cầu không cần thiết hoặc vượt quá mục tiêu kiểm soát rủi ro diễn ra khá phổ biến. Điều này dẫn tới hệ quả hoạt động kinh doanh bị cản trở, bị can thiệp quá mức, việc gia nhập thị trường và cạnh tranh trên thị trường bị bóp méo. Các điều kiện kinh doanh thiếu rõ ràng, phụ thuộc ý chí chủ quan của cơ quan có thẩm quyền quản lý, cấp phép tạo ra tình trạng nhũng nhiễu. Vì vậy, mặc dù các phương án cắt giảm đều đã đạt mục tiêu, nhưng khi xem xét chi tiết hơn của từng phương án thì đôi khi con số chỉ là con số. Ví dụ cắt giảm cái giấy phép con, nhưng mà cái người thực hành công vụ ở dưới đó, thì tức là trên anh mở mà dưới anh cột. Tức là dưới anh cho cái người thực hành công vụ nó có cái quyền rất lớn, nó cột. Cho nên nó vô hiệu quá cái việc mà cắt giảm giấy phép con. Anh cắt giảm giấy phép con nhưng mà dưới đó có người thực hiện nhận hồ sơ, đánh giá hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì anh lại không có một cái bộ quy tắc quy định như thế nào anh phải cấp cho người ta, vân vân, cơ chế như thế nào, lộ trình như thế nào, nội hàm bên trong của những cái mà quy định rằng khi anh nộp hồ sơ như thế thì phải có những điều kiện nào thì không có rồi giao cho cái người thực hành công vụ, người ta có cái quyền rất lớn để người ta đọc hồ sơ, người ta tự đánh giá một cách rất là chủ quan rằng là cái dự án này được hay không được. Mới đây, theo rà soát của VCCI cho thấy, dù phần lớn các bộ, ngành đã đưa ra phương án cắt giảm với tỷ lệ sửa đổi cắt giảm có thể lên tới ít nhất 50%, nhưng vẫn có sự không giống nhau về góc nhìn, quan điểm ở cùng một vấn đề. Có bộ đồng ý bỏ can thiệp vào phương án kinh doanh của doanh nghiệp, có bộ vẫn còn tồn tại. Trong một bộ, có văn bản theo tư duy quản lý hậu kiểm, nhưng có đề xuất lại tư duy tiền kiểm. Đến nay, trong tổng số 6.213 điều kiện kinh doanh, chỉ mới cắt giảm 968 điều kiện. Còn 2.839 điều kiện kinh doanh đã có phương án cắt giảm nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể thuộc trách nhiệm của 14 bộ. Thưa quý vị, thực hiện cắt giảm các điều kiện kinh doanh bất hợp lý là việc làm cần thiết, song quan trọng hơn là cần phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để không đẻ thêm các điều kiện kinh doanh mới. Các chuyên gia cho rằng nếu bộ ngành nào tăng thêm một điều kiện, thủ tục cần có sự giải trình cụ thể và sự giám sát của nhiều cơ quan khác nhau. Những ghi nhận sau của chúng tôi sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Bộ Công Thương gửi hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối để lấy ý kiến các bộ ngành và đối tượng chịu tác động. Điều đáng nói ở hồ sơ đề xuất chính sách là đã đưa ra một số đề xuất chính sách can thiệp quá sâu vào hoạt động cạnh tranh thuộc quyền tự quyết của doanh nghiệp. Ví dụ, quy định doanh nghiệp phải trình phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề, địa điểm kinh doanh tại chợ để nhà nước phê duyệt. Doanh nghiệp phải bố trí khu vực riêng cho người kinh doanh không thường xuyên tại chợ. Quy định về thời gian mở cửa tối thiểu của các siêu thị, quy định giới hạn đợt bán hàng giảm giá, quy định ràng buộc về cắt giảm giá tại siêu thị. Theo đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam và nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực siêu thị của Việt Nam đã lên tiếng thể hiện sự lo lắng trước các quy định can thiệp quá sâu vào quyền tự quyết của doanh nghiệp như vậy. Ngày 27 tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã yêu cầu dừng việc xây dựng dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối. Điều này cho thấy vai trò của các bộ trưởng rất quan trọng. Nhưng Bộ Công Thương phải nói làm là tôi đánh giá rất là tích cực. Tôi đánh giá ở cái cầu thể, cái tính tích cực, cái tính chủ động của người ta và hướng theo một hướng tốt hơn. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái mà tôi đánh giá cao hơn là cứ làm một cách đối phó, làm một cách hình thức. Họ thực sự là tích cực hướng theo một cái xu hướng là tiến bộ hơn. Đặc biệt, với những đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh được cho là chưa thực chất hiện nay, có ý kiến cho rằng chính phủ cần thành lập một cơ quan độc lập thuộc chính phủ có chuyên môn cao về cải cách pháp luật để làm nhiệm vụ rà soát, phân tích nhằm cắt giảm những quy định bất hợp lý và trực tiếp chủ trì thực hiện việc cắt giảm bất hợp lý này. Nếu như giờ chúng ta đặt ra tiêu chí là anh đáp ứng được cái yêu cầu của doanh nghiệp, thỏa mãn được nhu cầu doanh nghiệp và tránh được cái sự phàn nàn của doanh nghiệp, thì cái cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải nghĩ ra cách làm thế nào, cái gì phải bỏ đi và cái gì phải thay đổi. Thay đổi đây không phải là gộp các điều kiện kinh doanh nhỏ thành một cái điều kiện lớn, mà thay đổi bằng cách là gì? Chúng ta sẽ bỏ đi những cái gì không cần thiết,
chúng ta sẽ đưa vào những cái gì vào mà doanh nghiệp cũng cảm thấy rằng là phù hợp và nhà nước cũng quản lý được. Và nếu như các cái thủ tục kinh doanh không hợp lý vẫn được duy trì sau khi đã có ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, ý kiến của các nhà tư vấn mà các bộ ngành hay các cán bộ tham mưu vẫn cứ tiếp tục duy trì, thì khi sau này phải cắt bỏ thì lúc đó chắc là phải thực hiện những cái biện pháp là kỷ luật hoặc là bồi thường đối với cán bộ công chức khi đẻ ra những cái thủ tục hành chính cản trở gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, để các phương án cải cách mang tính triệt để, các chuyên gia cho rằng các bộ cần phải mở rộng đánh giá các điều kiện kinh doanh chứa đựng trong luật để có phương án sửa đổi hoặc bãi bỏ những điều kiện kinh doanh bất hợp lý. Khi soạn thảo phương án, các bộ cần tích cực tham vấn VCCI và các hiệp hội liên quan. Một phần nữa là khi các cái luật mà đã thông qua, chúng tôi mong muốn là hiện nay các cái bộ ngành, đặc biệt Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, trước khi mà lấy ý kiến về đề về luật thì hay qua thông qua các cái tổ chức đại diện hợp pháp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, rồi các cái tổ chức hiệp hội và ngành nghề, họ đã đều lấy ý kiến của các doanh nghiệp, đều lấy ý kiến của các hiệp hội các tỉnh thành. Và chúng tôi mong muốn là cái việc này sẽ được tiếp tục và duy trì. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ký chỉ thị số 20 yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành phải tập trung chỉ đạo quyết liệt thực chất việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Đây được coi là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ thị nêu rõ, định kỳ hàng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số lượng điều kiện kinh doanh, trong đó cần nêu rõ sự tăng giảm và nguyên nhân của việc tăng giảm số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong kỳ báo cáo. Các cái thủ tục kiểm soát cái sự ra đời của các điều kiện kinh doanh mới và các cái giấy phép con cần phải được siết chặt. Và tôi nghĩ là theo một số kinh nghiệm ở một số nền kinh tế, thế nếu mà anh định đẻ thêm một điều kiện kinh doanh mới thì xin mời hãy cắt đi tối thiểu là 1, 2 hoặc 3 các cái điều kiện kinh doanh cũ. Bây giờ là lúc mà chúng ta phải dùng những cái kỷ luật hành chính bắt buộc để áp đặt cái cắt giảm thủ tục hành chính. Và cái việc cắt giảm thủ tục hành chính hay đánh giá chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức phải cân đong đo đếm được. Cho nên là bây giờ cần phải có một cái đơn vị trung gian độc lập. Người ta sẽ chỉ ra rằng cái việc quản lý này phải thay đổi cách quản lý bằng việc đặt ra rào cản, thay vào đó là quản lý bằng cái việc là kiểm tra đằng sau, hậu kiểm hoặc là đánh giá những cái kết quả của nó, chứ không phải là quản lý bằng cái hành vi, cái hành động trước. Tôi nghĩ rằng là cần thiết phải có một cái cơ quan tương đối độc lập để làm việc này, chứ không thể chỉ đơn thuần là giao cho các bộ ngành, các cơ quan quản lý nhà nước. Yếu tố thứ hai, các chuyên gia nhấn mạnh kinh doanh luôn đi kèm với các điều kiện nhất định. Đó là quy luật tất yếu được các doanh nghiệp thừa nhận. Tuy nhiên, làm thế nào để những điều kiện đó có thể giúp các cơ quan chức năng quản lý tốt hoạt động kinh doanh, vẫn tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển là bài toán mà những người làm chính sách cần đưa ra lời giải. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.